Crown 3600VZ. Em này vừa cập bến trong sáng nay, thì mời các bác xem độ đẹp của em nó nha. Và em báo giá luôn để tiện các bác cân đối. Giá nó là 25 triệu đã bao gồm phí ship. Đây là những con Crown cực kỳ là nổi tiếng ở thế giới cũng như Việt Nam. Về đẩy Crown thì chắc tiếng nó cực kỳ tuyệt vời. Họ phải bàn nha các bác. 3600VZ là một model rất là khủng. Con này về rất là đẹp luôn. Các bác thấy bốn cái tem còn nguyên luôn nè. Đấy. Đây là con lần đầu tiên về có còn được cái tem đây. Còn được cái tem đây thì chúng ta mới biết được cái công suất watt của nó này là 2600W nha các bác. Đấy, rất là khủng luôn. Nhiều hầu như thì chưa có con nào về là còn cái tem đây cả. Toàn là có ba tem này thôi. Cái tem đây chúng ta mới biết được cái công suất watt của nó này. Đây các bác thấy không? 2600W. Sau đây mời các bác xem đồ đẹp đó nha. Thì hiện tại chỗ em về những dòng này rất là nhiều, nhưng mà hiện tại giờ chỉ còn một con này thôi nha. Đấy. Vừa rồi là về rất 4-5 con nhưng mà lên đường hết cho các bác rồi. Thì con này là con còn lại ở shop mình, shop em ở sáng nay nó về. Các bác nào lấy thì liên hệ cho em nha. 3600VZ hàng tuyển đẹp long lanh cành đào. Em nó sử dụng điện 100-120V nha. Đẹp xuất sắc nha các bác. Tí nữa thì các bác sẽ được xem bên trong. Và đây là phía sau của em nó. Em nó sở hữu là hai trạm loa nha các bác, hai trạm loa. Đây đường tín hiệu vào 6 ly và 35 dây nguồn. Nói chung là đẹp, quá đẹp. Bác nào sưu tầm thì liên hệ cho em nha. Và giờ em sẽ mở bên trong thì các bác xem được cái ruột mề của nó. Vâng, đây là cấu hình bên trong của con Crown 3600VZ. Các bác thấy hai nó chạy hai tăng phô và chạy 24 sò sách và bù áp nữa. Nhưng dòng này nó có bù áp nên rất là mạnh. Mỗi bên bù áp là 8 sò. Nó chạy 24 sò sách nha các bác. Tất cả hoạt động hoàn hảo, có chỉ việc kém điện 100 đến 120V là các bác sử dụng gia đình. Chơi những dòng loa boss, loa full, những dòng loa full 40 trở lại thì cực kỳ là tuyệt vời. Nếu loa full thì các bác chơi hai cặp thoải mái như những bass 40, hoặc là chơi một cặp 30, hoặc là thêm một cái sub vân vân. Loa boss thì vô tư rồi. Crown đánh loa boss rất là hay. Các bác chơi hai cặp boss 701 hoặc là hai cặp 601 cho 3 vân vân. Và giá nó là 25 triệu em đã báo từ đầu video. Các bác nào yêu thích thì cứ alo trực tiếp cho em. Giá đã bao gồm phí ship. Các bác nào mà chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 300 ngàn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác nha.